Huy Hoàng xin kính chào quý vị khán giả. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin sức khỏe trên kênh CCC News. Và chương trình ngày hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. F0 trở nặng không qua khỏi tăng phi mã. Bộ Y tế khẩn cấp cử 14 bệnh viện trung ương Nam Tiến hỗ trợ 11 tỉnh thành. Mỗi tỉnh thành miền Tây đều đang dần trở nặng như thành phố Hồ Chí Minh. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất F0 được chọn bác sĩ điều trị tại nhà, giúp F0 tăng khả năng sống sót. Kỳ lạ gia đình 13 người nhiễm COVID-19 đến 2 lần trong vòng 1 năm. Thưa quý vị khán giả, thực lòng mà nói thì Huy Hoàng không biết nên gọi thông tin sắp gửi tới quý vị là thông tin vui hay là thông tin buồn nữa. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký quyết định phân công khẩn cấp 14 bệnh viện tuyến trung ương trực tiếp Nam Tiến hỗ trợ chuyên môn trong quản lý, điều trị COVID-19 cho thành phố Hồ Chí Minh và 10 tỉnh thành khác. Vui là các tỉnh thành khu vực phía Nam sẽ được chia lửa trong công tác phòng chống và điều trị bệnh nhân COVID-19. Và buồn ở việc, một khi Bộ Y tế đã điều động chi viện, có nghĩa là tình hình dịch bệnh tại các khu vực này đang bị đặt trong tình trạng rất báo động. Nội dung này sẽ được chia sẻ chi tiết tới quý vị trong phần 2 của chương trình. Trước hết, mời quý vị điểm qua thật nhanh diễn biến dịch bệnh tại các tỉnh thành miền Tây để hiểu rõ hơn vì sao lý do Bộ Y tế quyết định chi viện khẩn cấp. Mỗi tỉnh miền Tây đều đang dần trở nặng giống như thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, trong 24 giờ qua, các địa phương miền Tây ghi nhận thêm hàng nghìn ca mắc mới COVID-19. Tuy nhiên, do thời lượng chương trình có hạn, chúng tôi xin phép chỉ điểm qua 4 địa phương có số ca mắc cao đột biến tại khu vực này là Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp và Tiền Giang. Cụ thể, trong 24 giờ qua, Cần Thơ ghi nhận 1.128 ca F0, trong đó 281 ca phát hiện qua sàng lọc y tế và cộng đồng, thêm 11 bệnh nhân không qua khỏi. Đến nay, thành phố Cần Thơ ghi nhận 26.385 ca mắc COVID-19, 200 ca không qua khỏi. Ngoài 10.000 F0 đang điều trị tại nhà, Cần Thơ đang điều trị cho 298 bệnh nhân nằm ở tầng 3, hơn 2.600 bệnh nhân nằm ở tầng 2. Đến nay, ở miền Tây, số ca F0 của thành phố Cần Thơ cao thứ 2 chỉ sau Long An. Vĩnh Long cũng lập đỉnh mới với 571 ca mắc COVID-19, trong đó có 417 ca ghi nhận qua xét nghiệm sàng lọc cộng đồng. Tổng số ca mắc đã lên đến 11.000 F0, ghi nhận thêm 3 ca không qua khỏi, nâng tổng số lên 90 ca không qua khỏi. Địa phương đang ra quyết tâm phấn đấu trong 14 ngày tới, kéo giảm số ca F0 xuống dưới 100 ca một ngày, kéo giảm số F0 trong cộng đồng xuống dưới 50 ca một ngày. Trong khi đó, Đồng Tháp cũng ghi nhận thêm 602 ca mắc mới, trong đó 272 ca cộng đồng. Tổng số ca mắc là 22.082 ca, thêm 7 ca không qua khỏi. Tổng số ca không qua khỏi là 279. Tại Tiền Giang, ghi nhận thêm 199 ca F0, nâng tổng số ca lên 24.887 ca, thêm 5 bệnh nhân không qua khỏi. Tổng số ca không qua khỏi đã lên đến 540. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. F0 trở nặng không qua khỏi tăng phi mã. Bộ Y tế khẩn cấp cử 14 bệnh viện trung ương Nam Tiến hỗ trợ 11 tỉnh thành. Thưa quý vị, Cần Thơ, Tiền Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và khắp các tỉnh thành miền Tây liên tục báo cáo số ca mắc tăng nhanh, đang kéo theo số lượng F0 trở nặng không qua khỏi ngày một tăng cao. Các địa phương miền Tây xin Trung ương hỗ trợ khẩn cấp lực lượng y bác sĩ và trang thiết bị để cứu vãn tình hình. Trước thực trạng báo động này, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã ký quyết định phân công 14 bệnh viện tuyến Trung ương trực tiếp hỗ trợ chuyên môn trong quản lý, điều trị COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và 10 tỉnh thành phía Nam, cụ thể như sau. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Thống Nhất hỗ trợ. Bình Dương được Bệnh viện Đại học Y Hà Nội hỗ trợ. Đồng Nai được Bệnh viện Phổi Trung ương hỗ trợ. Đồng Tháp được Bệnh viện Lão Khoa Trung ương hỗ trợ. Long An được Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Thái Nguyên hỗ trợ. Tiền Giang được Bệnh viện Hữu Nghị hỗ trợ. Kiên Giang được Bệnh viện Ca hỗ trợ. Tây Ninh được Bệnh viện E hỗ trợ. Sóc Trăng được Bệnh viện Nội tiết Trung ương hỗ trợ, Vĩnh Long được Bệnh viện Nhi Trung ương hỗ trợ, An Giang được Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ. Vâng, thưa quý vị, tại quyết định nói trên, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long yêu cầu các bệnh viện tuyến trên theo phân công chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ đánh giá, tổ chức thu dung điều trị, các điều kiện hiện có về giường bệnh, hệ thống oxy, trang thiết bị, thuốc, vật tư, nhân lực của các cơ sở y tế để xác định những khó khăn, bất cập và đề xuất với Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, thành phố để chỉ đạo và hỗ trợ khắc phục. Cùng với thành lập Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19, các bệnh viện cử cán bộ y tế trực tiếp hướng dẫn chuyên môn tại chỗ, hội chẩn từ xa,
tập huấn, đào tạo, nâng cao năng lực và giám sát chất lượng về cấp cứu, điều trị người bệnh COVID-19 cho các cơ sở y tế các tỉnh, thành phố. Đồng thời, cần tổ chức ra ban hàng ngày để rút kinh nghiệm điều trị giữa bệnh viện tuyến trên và bệnh viện tuyến quận, huyện, thành phố được phân công. Phối hợp với Trung tâm Cấp cứu 115 tỉnh, thành phố nếu có, trong việc điều phối, chuyển tuyến kịp thời và phù hợp người bệnh COVID-19. Hỗ trợ chuyên môn về hồi sức tích cực cho các tỉnh, thành phố trong thực hiện quản lý, điều trị người nghi mắc và mắc COVID-19. Xin được chuyển sang thông tin tiếp theo. Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất F0 được chọn bác sĩ điều trị tại nhà, giúp F0 tăng khả năng sống sót. Thưa quý vị, mới đây Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã trình Ủy ban Nhân dân thành phố phương án thí điểm cơ chế cho y tế tư nhân tham gia chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc COVID-19. Và đáng chú ý, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã đề xuất người bệnh COVID-19 được quyền chọn lựa bác sĩ tư nhân để chăm sóc, điều trị F0 tại nhà và chịu trách nhiệm thanh toán tiền công khám và chi phí đi lại, tối đa là 200.000 đồng một lượt khám. Các phương tiện phòng hộ, vật tư tiêu hao dùng cho nhân viên y tế và thuốc theo phác đồ điều trị COVID-19 do Trung tâm Y tế cấp. Các cơ sở khám chữa bệnh tư nhân tham gia chăm sóc F0 tại nhà chịu trách nhiệm kê khai giá khám với Sở Y tế theo quy định và công khai cho người dân để lựa chọn. Nhân viên y tế tư nhân tham gia chăm sóc F0 tại nhà theo chọn lựa của người bệnh, không hưởng các chế độ phụ cấp phòng chống dịch khác. Ngoài ra, cơ sở y tế tư nhân có thể tham gia điều trị và chăm sóc F0 tại các cơ sở cách ly tập trung. Theo các chuyên gia, trong trường hợp phương án này được thông qua, không khác nào một mũi tên trúng ba đích. Đó là giảm tải cho bệnh viện công, tạo điều kiện cho bệnh viện tư xung trận có thêm chi phí duy trì hoạt động. Và điều quan trọng nhất là người bệnh dễ dàng tiếp cận hơn với đội ngũ y bác sĩ. Xin được chuyển sang thông tin cuối cùng. Kỳ lạ gia đình 13 người nhiễm COVID-19 đến 2 lần trong vòng 1 năm. Thưa quý vị khán giả, một đại gia đình 13 người tại Mỹ đã nhiễm COVID-19 đến 2 lần trong vòng 1 năm. Các nghiên cứu cho thấy miễn dịch tự nhiên với COVID-19 kéo dài khoảng chừng là 1 năm. Với gia đình này, 2 lần nhiễm cách nhau tròn 1 năm. Lần nhiễm COVID-19 đầu tiên của gia đình bắt đầu vào khoảng thời gian tháng 10 năm 2020. Trong dịp Halloween năm đó, một số người lớn tuổi trong gia đình bị nặng và phải vào viện. Những thành viên còn lại đều ở nhà tự điều trị. Và may mắn là sau đợt dịch đầu tiên, mọi thành viên trong gia đình đều đã vượt qua một cách an toàn. Đợt nhiễm COVID-19 thứ hai ập đến gia đình vào tháng 10 năm 2021, đúng 1 năm sau đợt nhiễm đầu tiên. Vào một chiều đầu tháng 10 năm 2021, một số thành viên trong gia đình bắt đầu sổ mũi và ho. Và kết quả xét nghiệm một lần nữa cho thấy cả gia đình 13 người đều đã nhiễm COVID-19. Và tất cả đều là chủng Delta, vốn là chủng mới nhất vào thời điểm đó. Nhưng may mắn thay là lần thứ hai mắc COVID-19, nhưng vẫn không có bất cứ thành viên nào trong gia đình bị bệnh quá nặng hay là không qua khỏi. Duy chỉ có một cụ bà đã 75 tuổi trong gia đình vẫn chịu những ảnh hưởng nhất định hậu COVID-19 là ho và nhức đầu dai dẳng. Nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình của tin tức sức khỏe. Quý vị đừng quên ấn nút đỏ đăng ký để theo dõi những tin tức nóng nhất về sức khỏe mỗi ngày. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.